Thưa quý vị, chỉ còn một vài ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được diễn ra và chúng ta có thể quan sát là áp lực thi cử và học hành ngày càng khiến cho các bậc cha mẹ cũng như là học sinh trở nên căng thẳng hơn và có nhiều em học sinh đã xuất hiện những cái hành động mà bình thường không có, ví dụ như là nháy mắt, lắc đầu hay là giật cơ hàm. Thì liệu rằng đây có phải là những biểu hiện của việc căng thẳng, lo âu hay không? Ngày hôm nay trong chuyên mục Con cái chúng ta, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ Trần Thị Thu Hà, chuyên gia phát triển trẻ toàn diện của chương trình Hành trình đầu đời. Vâng ạ, xin chào chị Hà. Có lẽ cho tôi bắt đầu luôn bởi vì tôi vừa thấy Mỹ Lan nhắc đến những cái triệu chứng nháy mắt này, giật cơ hàm này, rồi là khụt mũi, rồi vân vân. Tôi cũng quan sát trong cộng đồng thấy như thế. Và qua quá trình phỏng vấn những bậc phụ huynh thì thấy rằng là còn nhiều hơn như thế những triệu chứng. Vậy xin hỏi luôn, tất cả triệu chứng đó có thể chúng ta đọc ra đó là một cái bệnh hay là một cái hội chứng hay cái gì đó hay không? Vâng. Và nguyên nhân thế nào? Vâng. Xin chào MC Lê Anh và Mỹ Lan. Dạ. Kỳ thi sắp đến và y văn trên thế giới đều chỉ cho thấy rằng là trước và sau kỳ thi thì tỷ lệ các cái trẻ mà phải đưa đi khám vì các cái hội chứng, các cái triệu chứng mà như MC Lê Anh và Mỹ Lan vừa mới kể sơ sơ đấy tăng lên nhiều hơn. Đó. Vậy cái đó nó là cái gì? Người ta không gọi đó là bệnh. Vâng. Mà người ta gọi là hội chứng tích hoặc người ta gọi là rối loạn tích. Cha mẹ Việt Nam thì có thể tích là TIC. Đấy. Vâng. Cha mẹ Việt Nam có thể là chưa nghe nói đến cái khái niệm này và cũng không để ý, nhưng hiện nay nó gia tăng ngày một nhiều. Vậy nó là cái gì? Hội chứng tích có thể chia ra làm 3 loại. Thứ nhất là tích tạm thời. Thứ hai là tích mãn tính và thứ ba là hội chứng Tourette. Hội chứng Tourette thì thường hay bị chẩn đoán nhầm sang là tự kỷ. Đấy, còn hội chứng tích đơn giản, tạm thời và mãn tính thì chúng ta sẽ thảo luận trong cái buổi hôm nay. Đó. Cụ thể nó là như thế nào để các cha mẹ hiểu được. Tích tạm thời và tích mãn tính nó chia ra làm hai loại. Một là tích về vận động và thứ hai là tích về âm thanh. Tích về vận động nghĩa là làm sao? Có nghĩa là cái đứa trẻ nó có những cái biểu hiện thường xuyên, có tính chất lặp lại, thời gian vô cùng ngắn và trẻ rất khó kiểm soát. Chẳng hạn như là co cơ mặt này, nháy mắt này, rồi là cảm thấy là mi mắt là nó cứ nhanh nhấp. Rồi có những trẻ méo miệng này, đó, có những trẻ tự nhiên là có những cơn rùng mình như vừa bị cái lạnh nó thoáng qua. Có những trẻ lúc nào so vai như này, đó, chỉ một cái thôi. Có những trẻ cứ lắc đầu liên tục. Đó. Và có những trẻ mà nó phát triển sang cái tình trạng nó phức tạp hơn. Chẳng hạn như là trẻ là tự đánh vào người mình, tự cắn tay mình. Rồi có những trẻ nó cứ dậm chân. Đấy, có những trẻ nó cứ đi lòng vòng hoặc có những trẻ nó cứ đung đưa tay mà không thể hiện. Đấy là lý do tại sao tôi bảo là hay bị chẩn đoán nhầm sang tự kỷ. Đó là vận động. Còn tích âm thanh đó là tích âm thanh đó là có một số trẻ nó phát ra những cái âm thanh mà chính bản thân trẻ không biết. Chẳng hạn như là cứ khụt khịt mũi, thế ho, háng giọng. Mà thực ra là không có vấn đề gì về hô hấp cả. Rồi có một số trẻ nó phát triển sang cái hướng chẳng hạn như nó nhịu. Các cụ già chúng ta hay thấy đấy, nó nhịu sang cái từ tục tĩu hoặc là trẻ nhại lại lời. Đó. Thì mấy cái rối loạn này được gọi là rối loạn tích hoặc còn gọi là hội chứng tích chứ không gọi là bệnh nha. Thì nó thường xuất hiện và cái điều quan trọng là chính cái người làm lại không biết, trẻ em nó không biết là nó làm trong vô thức. Nhưng chỉ người bên ngoài mới quan sát thấy được và cha mẹ nhìn thấy thì sẽ rất khó chịu. Bởi vì sao? Thấy cái hành động của con đầu tiên là xấu, sau đấy con làm nhiều thì nghĩ là trông nó có phản cảm, sau này thì ra sao. Nhiều lần đến mức thế nào hả chị? Tức là một nhiều giờ nó có thể làm lại vài lần hay dạ không? Rối loạn tích nó là thế này, có khi là một vài tuần nó mới lặp lại một lần. Và vâng, hoặc có những trẻ là một tuần được gặp lặp lại vài lần. Nó cứ tần suất nó khác nhau tùy vào những đứa trẻ. Nhưng nếu như mà ví dụ là có quan sát, có tương tác với đứa trẻ một thời gian, người ta sẽ thấy nó lặp lại nhiều lần và bảo nó làm sao thế nhỉ. Vậy thì hội chứng tích thường xuất hiện ở những đứa trẻ trong lứa tuổi như thế nào và nó có gây nguy hiểm trong tương lai không ạ? Vâng, hội chứng tích thì thường bắt đầu khởi phát từ khi mà đứa trẻ khoảng chừng là từ 4 đến 6 tuổi và xuất hiện nhiều hơn ở nam giới. Nam giới có tỷ lệ mắc gấp 2 đến 4 lần so với nữ giới nha. Nam giới trẻ con. Vâng, vâng, và kể cả người lớn cũng vậy nha. Vâng. Và sau đó là đến cái độ tuổi đầu tiên của cái giai đoạn khởi đầu của tuổi vị thành niên thì nó gia tăng nhiều hơn. Có nghĩa là sao? Giai đoạn là 9, 10, 11, 12. Nó gia tăng về cái mặt gọi là cường độ, xuất hiện cái hành vi bất thường đấy nhiều hơn. Sau đó là đến đoạn sau của tuổi trưởng thành thì là của cái tuổi vị thành niên thì là trẻ nó thuyên giảm và nó tự hết cùng với sự hỗ trợ của gia đình. Tôi muốn nhấn mạnh lại là cùng với sự hỗ trợ của gia đình nó sẽ tự thuyên giảm. Vậy thì là cái thuyên giảm đấy các bạn có thể là băn khoăn câu hỏi thế thì liệu là nhiều nghĩa là thế nào? Đã. Trên thế giới các nghiên cứu khoa học chỉ ra cho thấy là tỷ lệ mắc tích, rối loạn tích, hội chứng tích trên cộng đồng nó từ 3 cho đến 8 trẻ trên 1.000 trẻ. Đã. Từ 3 đến 8 ca trên 1.000 trẻ. Việt Nam mình thì ghi nhận cái tỷ lệ là khoảng chừng là 1 trẻ trên 1.000. Không phải vì Việt Nam mình mắc ít hơn.
mà vì cha mẹ Việt Nam không hiểu về nó, không để ý quan tâm đến con, và có thể rằng là cha mẹ bỏ qua. Đó nên tỷ lệ những cái trẻ mà bị khá là nặng, nghiêm trọng thì mới đưa đến bác sĩ thì mới được ghi nhận. Đó. Và có nghiêm trọng hay không thì có thể nói là rối loạn tích nó không nghiêm trọng, trừ một số trường hợp là trẻ có những hoạt động tự làm hại bản thân. Còn về các bạn không nghiêm trọng, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cái giao tiếp của trẻ. Bởi vì sao? Khi trẻ đi học có những hành vi bất thường đấy, bạn bè hay trêu. Đấy, chế giễu, thế là trẻ nó tự ti, nó không muốn giao tiếp với bạn, và dần dần là nó bị ảnh hưởng đến cái khả năng giao tiếp sau này. Và đồng thời là khi lớn lên, trẻ mà có hành vi bất thường đấy sẽ khó có cơ hội hoặc bị giảm các cơ hội mà được tuyển dụng vào cái vị trí mà cần phải ngoại hình và đẹp, giống như là chị Mỹ Lan với anh Lê Anh này, hoặc những cái vị trí mà cần phải thể hiện cái phong độ, thì là nó sẽ giảm các cơ hội của trẻ. Tôi muốn trở lại với cái chủ đề thi cử. Vâng, rõ ràng là chúng ta đang nói đến cái hội chứng nhỉ? Hội chứng tích này nó xảy ra thường xuyên hơn vào cái việc là ngành kỳ thi. Thế thì đâu là cái nguyên nhân từ kỳ thi mà dẫn đến cái việc này? Vâng. Để chúng ta làm rõ hơn một chút nữa, rồi dẫn đến việc là phụ huynh sẽ phải ứng xử thế nào đấy? Dạ vâng, nói về nguyên nhân của tích thì hiện nay là y khoa cũng chưa thể chứng minh được nguyên nhân vì sao. Nhưng họ nhìn thấy rằng là gia đình mà có cha mẹ bị hội chứng tích thì con dễ mắc. Đó, trẻ sinh non nhạy cân dễ mắc hơn. Trẻ được sinh ra mà khi bố lúc bắt đầu đẻ con lại có lứa tuổi lớn cũng dễ bị hơn. Đó, còn tích không phải là do kỳ thi tạo ra, mà cái áp lực căng thẳng do kỳ thi nó làm gia tăng và khởi phát cái hội chứng đó ở những trẻ đã có cái yếu tố về gen, yếu tố về nền. Còn với những trẻ mà tâm lý khỏe thì không vấn đề gì cả. Cho nên là cái câu hỏi của anh Lê Anh rất hay, là cha mẹ phải làm gì trong kỳ thi cho con. Chúng tôi muốn nói với cha mẹ rằng là thi cử điểm cao nó cũng chỉ là một phần của cuộc sống, một phần để đi đến thành công. Nó không phải là tấm vé duy nhất để vào cửa của thành công. Cho nên hãy cho con một cái kỳ thi nó cũng vui vẻ, và hãy định hướng cho con cái ước mơ để cho con tự cố gắng, thay là vì là áp lực cho con. Bởi vì cái áp lực với một số trẻ nó sẽ dẫn đến là các vấn đề về tâm lý phức tạp lắm. Vậy thì cha mẹ giúp con như thế nào? Tôi chỉ có 5 cái lời khuyên nhỏ. Thứ nhất, đó là cha mẹ nên khuyên con, khuyến khích con là có cái sự phối hợp giữa vận động thể lực đấy trong cái quá trình học tập, để làm sao, bởi vì vận động thể lực nó giải phóng là cái năng lượng của trẻ ra, nó sẽ khiến cho trẻ là không ít bị cái hội chứng tích kia. Bố mẹ lo lắng lắm, bài chưa xong con cố nốt đi, con cố nốt đi đấy. đừng ép bởi khi mà như cái bài cách đây của chúng ta mấy tháng đấy. Khuyến khích con thì con lại học tốt hơn là so với việc ép buộc. Càng ép buộc trẻ lại càng khó nhớ. Đấy là cái thứ nhất. Điểm thứ hai, đó là chúng tôi muốn khuyến cáo cha mẹ là khi con có những cái hội chứng gọi là tích, có những cái hành vi bất thường, đừng có suốt ngày chỉ mày lại làm gì đấy. Suốt ngày cứ so vai sụt cổ thế, đứa trẻ nó lại càng chú ý đến cái đó của nó và nó lại càng xuất hiện nhiều hơn. Phải lờ đi và giúp con bằng cách khác. Giúp bằng cách nào? Đó là đến cái thứ ba. Dùng các cái trò chơi, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, dùng các trò chơi để cho con giải phóng các cái hành vi đó. Chẳng hạn như nếu như mà trẻ cứ khụt khịt thì chơi trò chơi tạo âm thanh bằng mũi, các âm thanh khác nhau. Đó, rồi là khi mà nhạc dừng, trẻ sẽ nín thở, nín tạo cái âm thanh đó. Dần dần là nó sẽ giải phóng được năng lượng. Rồi tiếp tục nữa, có những trẻ mà nó cứ nhếch mép này, hoặc là nó cứ méo miệng khi mà bị hội chứng tích này, chơi trò chơi đứng nhìn mình trước gương, thế là biểu đạt cười, mếu, khóc, há mồm kêu to, nhếch mép, thế là dần dần là trẻ sẽ giải tỏa được cái dấu hiệu tích của mình. Có phải là giải phóng cơ thể? Đúng, giải phóng cơ thể đấy anh. Vâng. Còn cái thứ tư nữa là chúng tôi muốn nhấn mạnh cho mẹ là cho con ngủ sớm và ngủ đủ. Giấc ngủ đủ sẽ kiềm chế các cái hành vi bất thường. Và thứ năm, đó là hạn chế cho con tiếp xúc với các thiết bị màn hình, bởi vì ánh sáng xanh nó sẽ kích thích các hội chứng tích nó ngày một nhiều hơn. Đấy là lý do tại sao trong thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn Covid vừa rồi nhiều trẻ phải nhập gọi là vào viện để mà khám về hội chứng tích. Và bình thường thì cha mẹ bận rộn đôi khi cũng thôi gửi con cho cái iPad hay cái TV để mình đỡ mất thời gian, không ạ? Nhưng cho tôi được hỏi một điều. Chị nói rằng hội chứng tích có thể giảm với sự giúp đỡ của cha mẹ, nhưng đến một mức độ nào đấy, cái quan sát về việc kéo dài của hội chứng này hay là cái tần suất lặp lại thì cha mẹ cần thiết phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ hay là những chuyên gia chuyên sâu hơn chẳng hạn. Vâng, thông thường là khi hội chứng tích xuất hiện kể từ lúc đầu tiên cho lúc cha mẹ phát hiện ra, nếu như mà nó hơn 4 tuần thì đã bắt đầu được đưa vào cái nhóm hội chứng tích rồi, rối loạn tích rồi. Thế và nếu như mà cha mẹ cố gắng giúp con trong vòng một vài tuần đầu tiên mà thấy không có cái sự thuyên giảm thì nên đưa con đi bác sĩ nhi tâm lý để khám ngay. Bởi vì sao? Ít nhất bác sĩ cũng xác định xem là đúng vấn đề của con như thế không. Và thứ hai,
là bác sĩ sẽ hướng dẫn các cha mẹ là cách giúp đỡ cho con. Bởi vì chúng ta biết rồi, cái gì làm càng sớm thì càng tốt, con sẽ hồi phục nhanh hơn và trẻ lại trở về cái trạng thái ban đầu mà trẻ còn không hề nghĩ đến là mình đã từng mắc cái hội chứng đấy. Cuộc sống lại tự tin như bình thường để lớn lên, để phát triển, để xinh đẹp như chị Mỹ Lan và anh Lê Anh đây. Có nhiều lời khen của chị Hà làm cho mình cũng cảm thấy cái ngày sáng nay nó vui vẻ hơn rất là nhiều. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Dạ, chắc là thông tin đã rất là đầy đủ rồi. Và thời lượng của chương trình thì có hạn. Nếu như quý vị còn muốn có một câu hỏi gì dành cho tới chuyên gia của chúng tôi thì đừng ngần ngại để gửi những câu hỏi đó trên trang fanpage của chương trình Cà phê sáng với VTV3. Và xin được cảm ơn chị Thu Hà đã đến với chương trình và đưa ra rất nhiều những lời khuyên hữu ích và thú vị.